Đây là cái bao vôi mà bên em sử dụng bón nha bà con. Thì công dụng của nó là hạ phèn, sát trùng nguồn nước, tăng độ kiềm, độ pH. Thì em cũng thường sử dụng cái xin chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến bà con về cái tập 2 trong cái chuỗi video về cải tạo đất trồng lúa lâu năm sang cái canh tác đa canh, kết hợp trồng cây và tận dụng cái ao để nuôi ốc. Thì đây là cái đất mà bên em sau khi cải tạo xong, đã đưa máy vào múc xong thì nó như bà con thấy ở đầu clip đó. Thì tổng diện tích mà cái ao này hiện tại là bên em đang có là tầm 1.800 đến 2.000 m². Thì nó bề mặt ao là 26 m và chạy dài là 300 m, hơn 300 m. Nhưng mà con thấy thì hiện tại bên em đang vào cái công tác đó là xử lý sau khi múc. Thì quy trình xử lý cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Chúng ta sẽ ở đây em múc được một ngày rồi và đã gãy voi. Chúng ta sẽ tiến hành gãy voi và diệt ốc bưu vàng. Thì quy trình gãy voi là chúng ta sẽ gãy theo cái liều lượng của trên một cái bao voi thôi, nó có hướng dẫn hết á. Chúng ta sẽ xử lý voi để hạ phèn. Thì khi mà cái ao mà bất kỳ một cái ao nào á, bà con múc lên thì phía dưới bà con chắc 100% là bà con sẽ đụng tới phèn. Tại vì đất nó nằm ở dưới, chúng ta múc lên thì chúng ta sẽ đụng tới phèn thôi. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải hạ phèn. Thì như bà con để ý là cái màu của cái mực nước á, nó có cái phèn nó nổi lên, bà con thấy không? Nó có cái màng của cái phèn á. Thì khi mà bà con múc xuống tầm 2 m là 1 m là bà con đụng tới đất phèn, đất sét rồi, là nó có độ phèn rồi. Thì chúng ta cần phải bón vô để khử phèn đó. Thì cái quy trình bên đây em áp dụng là chúng ta sẽ bón vôi và phơi nắng này đúng 1 tuần. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ khử phèn. Cái thứ hai là diệt ốc bưu vàng. Thì chúng ta phơi nắng này là nó sẽ, con ốc bưu vàng nó sẽ tìm những cái chỗ nào nó có nước á, nó sẽ ở. Thì chúng ta sẽ hàng đêm bên em sẽ tiến hành đi bắt nó thôi. Thì bên em hạn chế diệt ốc bưu vàng bằng thuốc, tại vì khi mà diệt con ốc bưu vàng nó bằng thuốc á
là chúng ta phải ngâm hồ rất là lâu và cái độ rủi ro nó rất là cao khi mà chúng ta xuống giống. Vì bà con thú biết là cái thuốc diệt ốc là nó thấm rất là lâu, nó dạng là cái thuốc thấm khoảng một tháng sau nó vẫn còn đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta mà có thể nói là nó rơi vào cái tình trạng là chúng ta nếu mà nó còn thì chúng ta xuống giống là nó hao con giống của chúng ta, vì cái thuốc diệt ốc nó nguy hiểm lắm nên mình em hạn chế sử dụng thuốc. Thì cũng đúc kết từ cái kinh nghiệm từ cái lần trước thôi, thì cái ruộng mà hôm trước bên em trong kia là cũng đã làm một cái cải tạo cái ruộng lên ấy ốc rồi đó. Thì lần trước thì cũng rút kinh nghiệm từ nó, cũng hơi thất bại lần trước, diệt ốc nó không hết được, cho nước vào nhanh quá thì diệt ốc nó không hết, với thì vớt bèo, cái bèo đi vớt ở trong tự nhiên thì nó dính con ốc con trong đó, dính con ốc rất là nhiều ốc con, khi mà nó xuống nó gặp cái môi trường thuận lợi nó ăn nó phát triển. Theo em để ý thì con ốc bu vàng nó phát triển cái tốc độ mà nó lớn, nó gấp đôi cái tốc độ lớn của con ốc mình, nó lớn rất là nhanh và nó sinh sản có thể nói là vô biên. Mà khi mà mình xuống giống rồi thì mình không có thể nào mà dùng thuốc diệt con ốc kia được, diệt con ốc bu vàng được, vì vậy mình phải bắt. Mà nó sinh sản thì nó đẻ mà ở cái ruộng trong kia em mà sáng mà ra mà thấy nó đỏ lừ hết đấy. Nói chung là thất bại ở cái phần diệt ốc đó, nên phải bắt rất là nhiều, phải tốn công tốn sức để diệt, phải bắt hàng đêm. Bây giờ thì ổn rồi, nói chung là 90% rồi, thì cũng phải bắt dần hoài vậy đấy. Còn ở cái ao này thì bên em sẽ tiến hành kỹ hơn, cải tạo kỹ hơn trong cái quá trình mà diệt con ốc bu vàng đấy, chúng ta phải diệt kỹ nó mới được. Thì như bà con thấy ở cái ao này, như mà cái bản thiết kế hôm trước em gửi đến bà con ở tập 1 á, là em thiết kế là trên hai cái clip là 6 m, là mỗi clip là 5 m, cái bể là mày mặt bể là 6 m và cái đáy bể là 4 m. Thì nhưng mà thực tế mà khi múc này á thì cái đáy này còn tầm khoảng 3 m, 3 m rưỡi thôi. Cái clip thì vẫn là 5 m, nhưng mà cái đường xéo xuống thì nó hơn 1 m, nó tầm khoảng 1 m rưỡi, vì cái đáy nó tớp lại còn tầm 3 m thôi, hơn 3 m, chung là 3 m rưỡi đâu lại, từ 3 m đến 3 m rưỡi. Thì thực tế là vậy, không vấn đề gì, tại vì mình thiết kế thì giống như bà con xây nhà thôi, bà con xây nhà thì bà con có bản vẽ thiết kế. Trước khi thi công thì bà con thi công xong rồi chúng ta sẽ có một cái bản vẽ, gọi là một bản vẽ hoàn công đó. Thì không có ông nào mà một cái công trình nào mà sử dụng cái bản vẽ mà thiết kế mà để hoàn công cả. Thì nó sẽ có một cái bản vẽ để hoàn công riêng, thì nó gọi là vẽ theo thực tế đó, đã làm đó. Thì đây là cái mặt sau của cái ao em bà con, thì nó 300 m đó. Em đang ngồi khúc giữa, em quay chứ em đi không nổi, giờ nắng quá trời. Chung là ông mặt trời thì ổng ở trên đầu, thì mình đi đâu ổng cũng gặp ổng chứ, ngồi giữa đồng đây quá nắng. Thì cái bản vẽ sẽ có bản vẽ hoàn công, thì cái bản vẽ hoàn công là nó bản vẽ nó sẽ vẽ lại theo cái thực tế mà chúng ta đang làm cái gì đó, thì chúng ta thiết kế vẽ lại và chúng ta tính tiền thôi chứ gì đó đâu với công trình. Còn này thì tính tiền rồi ông kia mới kéo cái máy đi, chứ chưa tính chân đặt cái máy trình hình đi hoài rồi. Thì em chia sẻ luôn là cái năm công này là bên em múc là 3,5 triệu một công, 3,5 triệu một công nha bà con. Chung là cũng đầu tư vô đây cái phần múc thì cũng tầm 10 mấy triệu, cũng không có gì. Thì nếu mà lập nghiệp thì 30 triệu thôi, 30 triệu là chúng ta sẽ làm được rồi, không có gì phức tạp cả. Thì
Em chia sẻ luôn bà con cái dôi mà bên em bón á. Đây là cái bao dôi mà bên em sử dụng bón nha bà con. Thì đây là cái tên của nó là Super Canxi loại 1 CaCO3, bột Tali vừa đủ gì đấy. Thì công dụng của nó là hạ phèn, sát trùng nguồn nước, tăng độ kiềm, độ pH. Thì em cũng thường sử dụng cái loại dôi này để sát trùng cái nguồn nước nè, để ổn định pH. Thì em thường những cái bà con nào nuôi cái bể bạc á, thì em cũng hướng dẫn là sử dụng cái dôi này để xịt lên cái nguồn nước, xịt lên con ốc cho nó tạo vỏ, nó sát trùng cái nguồn nước, thì con ốc nó sẽ không bị cái mòn cái vỏ đó. Thì ở đây là nó có hướng dẫn sử dụng luôn, cải tạo ao đất là hạ phèn là sử dụng 600 đến 800 kg trên 1 ha nè, tăng độ kiềm độ pH thì 200 đến 300 kg trên 1 ha. Nói chung là cái loại dôi này thì nó khá là rẻ, cái bao này 20 kg thì có 40 ngàn thôi. Nói chung là khi mà dùng cái dôi này mà sát trùng nước đồ thì xài thì thiên thu, thì xài chừng muỗng hay muỗng cà phê à, bao này 40 ngàn thì xài chắc cũng phải cả năm trời đấy. Thì có nhiều bà con hỏi sử dụng dôi gì để sát trùng nước thì đây tên nó nè, Bá Đạo gì nè, tên là tên nói chung là tên hơi bị chắc á, của công ty Bá Đạo, được công ty Bá Đạo hay đó. Super Canxi là một, nói chung là dôi nào cũng được, nhưng mà bà con đừng có dùng trực tiếp cái dôi đá, sử dụng cái dôi mà nó qua tái chế rồi á. Đây nó qua tái chế, nó đóng vô cái bao rồi nè, nói chung có thương hiệu đó, nó tái chế đóng vô bao rồi thì cứ sử dụng thôi. Còn dôi đá cục đó, trắng tươi đó không được, cái này nó màu nó nâu nâu, nói chung là nó tái chế rồi. Thì cái dôi này nó có cái công dụng và cái liều dùng đầy đủ trên cái bao, thì bà con cứ tham khảo và mua thôi. Rồi thì nói chung là đơn giản là sau khi múc thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý, đó là con dôi này hạ phèn nè, xử lý mang ốc của tàu khựa để nó chiếm, nó mà phát triển thì thua. Thì ở cái ao này thì bên em sẽ tiến hành trồng bông súng ở khúc giữa, trồng giáp bông súng luôn. Còn hai bên bờ thì cắm bờ sẽ trồng cái lá cái tai tượng hay kèo nào gì đó, nói chung là nó mỗi người mỗi vùng gọi khác nhau, trồng cái đó để cho con ốc nó bám vào nó ăn, nó có thể sinh sản đẻ trứng lên cái cây đó luôn. Còn trên phía bờ đây, trên phía bờ này thì bên em sẽ trồng các loại cây ăn trái. Đây bên đây bà con thấy ớt không? Ớt nè. Còn bên kia cũng có một cái máy đang xúc nè. Cũng người ta cũng lên vườn đó. Cho mà khu này dần dần lên vườn hết rồi. Còn ớt đây là ớt này cũng đang bị thất thế rồi, bị Covid-19 tuổi hành hạ, không gà Trung Quốc nó không ăn, nên cũng đang bị khổ vì cái, nói chung là hên là Covid mới 19 và Covid-20 nữa thì còn thất bại nữa. Thì chúng ta trồng cái cây gì mà cái nuôi con gì mà Trung Quốc ăn nhiều, thì lúc mà nó ăn thì chúng ta còn có thể thu nhập được, còn khi mà nó ngừng ăn rồi thì cứ mình ăn. Nói chung là nó đông thì nó ăn hết, mình còn mình không đông bằng nó đâu, mình ăn chắc cũng phải ớt này ăn, nếu mà ăn trừ cơm thì ăn chắc chết. Đây thì đơn giản ở cái công tác cải tạo sau khi xử lý ao, sau khi múc thôi. Thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Thì ở tập sau em sẽ
gửi đến bà con về cái công tác trồng các loại cây thủy sinh ở dưới cái ao này sau khi chúng ta xử lý. Xin chào bà con, hẹn bà con các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.